Kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12. Cùng dự chương trình làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm đánh giá kết quả xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, tình hình chung của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, kết quả xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên người lao động của Tổng cục nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thời gian qua, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Hiện nay, Tổng cục đã làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa gần 100 chủng loại sản phẩm vũ khí, khí tài Đạn dược lục quân, sản xuất thuốc nổ, thuốc phóng dùng cho quân sự. Tổng cục cũng làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp, sản xuất nhiều chủng loại trang bị, vật tư đáp ứng nhu cầu sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật của các loại vũ khí, khí tài, trang bị quân sự, làm chủ công nghệ đóng mới nhiều chủng loại tàu quân sự tiên tiến. Cùng với sản xuất quốc phòng, các đơn vị trong tổng cục còn tham gia sản xuất kinh tế thuộc 6 nhóm lĩnh vực ngành nghề: cơ khí, luyện kim, đóng mới và sửa chữa tàu, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, nhựa, bao bì, sản phẩm may, cao su kỹ thuật, điện, điện tử viễn thông, thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, tổng cục đã chủ trì phối hợp triển khai xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, tích cực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm từng bước hoàn thiện thể chế pháp lý cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh là một đơn vị giàu truyền thống cách mạng, trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tiệu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối những thành tích đã đạt được trong các giai đoạn xây dựng và trưởng thành, năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác. Nổi bật trong số đó là khả năng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nội dung về công nghiệp quốc phòng, hoàn thiện hồ sơ xây dựng luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trình chính, chính phủ báo cáo Quốc hội, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 15. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương thành tích của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2023. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ chiến thuật cao, theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần tập trung tham mưu các cơ chế, chính sách về xây dựng mô hình phát triển công nghiệp quốc phòng nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cả về vốn công nghệ con người để phát triển công nghiệp quốc phòng quốc gia và hiện đại hóa quân đội cả hệ sinh thái về công nghiệp quốc phòng tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia trong đó công nghiệp quốc phòng vừa là nòng cốt vừa giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia phát triển đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nghiên cứu phát triển sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng, mở rộng liên kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp an ninh và công nghiệp quốc gia, nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để tăng cường năng lực tài chính, quản trị các doanh nghiệp quốc phòng và tạo hành lang pháp lý cho các ngành, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chú trọng thu hút phát triển nguồn nhân lực cao cho công nghiệp quốc phòng, đây là giải pháp cơ bản, then chốt quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Tổng cục cần tiếp tục đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút nhân tài, tiềm năng chất xám từ các tổ chức kinh tế xã hội, cơ sở nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước tham gia các chương trình, dự án công nghệ cao của công nghiệp quốc phòng. Về nội dung xây dựng luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng trong việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra cũng như kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội cho rằng để khắc phục bất cập trong các quy định của pháp lệnh động viên công nghiệp hiện nay, dự thảo luật cần tiếp tục nghiên cứu thu hút doanh nghiệp dân sinh tham gia hiệu quả, sâu rộng, toàn diện nhiệm vụ động viên công nghiệp. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, chính phủ, các bộ ban ngành nghiên cứu và tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp để trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và cá nhân chủ tịch Quốc hội luôn đặt trọng niềm tin vào nền công nghiệp quốc phòng của đất nước. Với truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng bề dày 79 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch Quốc hội tin rằng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổng cục trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tại buổi làm việc Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cũng đã nghe Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo về kết quả đạt được của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ đầu nhiệm kỳ, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tình hình thực hiện xây dựng dự án luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trong giai đoạn mới hiện nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nêu cao khẩu hiệu: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, xây dựng công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vững mạnh. Góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nêu rõ, 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tổng cục được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động Đại hội lần thứ 8, 2018-2023 đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ tổng cục trong sạch vững mạnh, tổng cục vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hiện nay, toàn tổng cục có 32 công đoàn cơ sở với hơn 22.000 đoàn viên công đoàn. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được chú trọng và thực hiện rộng khắp trong toàn tổng cục, nhất là trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất. Cũng trong 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tổng cục đã đăng ký và tham gia 14.018 đề tài sáng kiến, giải pháp làm lợi trên 200 tỷ đồng, trích thưởng 20 tỷ đồng hàng năm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức tốt hội thi thợ giỏi cấp cơ sở, tổng cục. Năm 2021, tham gia hội thi thợ giỏi ngành cơ khí cấp toàn quân, công đoàn tổng cục đạt giải nhất toàn đoàn, 20 cá nhân dự thi đều đạt giải cao. Lựa chọn các đề tài sáng kiến tiêu biểu tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, giải thưởng Nguyễn Văn Linh, giải thưởng Sao vàng đất Việt, giải thưởng Vifotech và đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam tặng bằng lao động sáng tạo